vẫn là so sánh hơn, so sánh hơn và so sánh nhất. Rồi, nào, nhà của tôi thì to hơn nhà của bạn. My house is bigger than your house. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển lại là gì? Nhà của bạn nhỏ hơn nhà của tôi. Chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ? Vẫn có động từ to be cho cô. Và to bây giờ chuyển thành nhỏ và thêm er vào là nhỏ hơn. Than my house. Viết vào. Ok. Your house is smaller than my house. Your house is smaller than my house. Câu số 2. Câu số 2. Các bạn phải viết lại vở nha. Các bạn viết lại câu này viết vở đấy. Câu số 2. The black car is cheaper than the red one. One này là cái chữ one này nó thay thế cho cái từ car thôi. Nó là thay thế cho chữ car thôi nhá. Đó, mẹ Linh nhấn vào. Lấy vở ra chép bài cho Linh. À, cái xe hơi màu đen thì rẻ hơn cái xe hơi màu đỏ. Vậy chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ chuyển là cái xe màu đỏ thì sao? Đắt hơn đúng không nào? Chúng ta phải chuyển là đắt hơn. À, vậy là y. Đắt hơn là gì? Là expensive, nó là dài hay ngắn? Expensive là dài rồi thì các bạn sẽ xài more đằng trước chứ không phải là expensive đâu. More expensive, công thức rồi. À, more expensive than the black gì? Black car. Các bạn không viết K thì các bạn viết one cũng được, không sai. Đúng hết. Chép vào. Chép vào đây. Chép vào đi con. Xe hơi màu đỏ thì đắt hơn cái xe hơi màu đen. Xe hơi màu đỏ thì đắt hơn xe hơi màu đen. Xe hơi màu đỏ thì đắt hơn xe hơi màu đen. Viết tiếp, viết tiếp. Nhanh nhanh sang bài tiếp theo. Xong rồi các bạn suy nghĩ câu số 3 cho cô. Có một cái chậu, một cái bồn tắm, chất là cái bồn tắm và một cái vòi hoa sen ở trong phòng tắm á. Chúng ta sẽ chuyển thành là phòng tắm có cái này, có cái kia nhá. Ở bên trên là der i, der a, thì bên dưới sẽ chuyển thành have a has các bạn. Vậy là the bathroom là phòng tắm là số ngữ số ít, các bạn sẽ xài has là có. Các bạn xài has chứ mà xài have. The bathroom has gì? The bathroom has. Has gì? Has gì? Có một cái sink, một cái chậu này. Một cái tub này. And a shower, and a shower các bạn. The bathroom has a sink, a tub and a shower. Nha, phòng tắm có một cái chậu, một cái tub và một cái shower. Câu số 4. Không có cái nào ở trong nhóm, không có ai ở trong nhóm, group ở nhóm mà cao hơn Trung. Mà cao hơn Trung, vậy thì các bạn sẽ làm như thế nào? Trung các bạn sẽ cao nhất. Trung là đứa cao nhất, rồi các bạn viết đi, các bạn tập viết đi, so sánh nhất, Trung cao nhất đi. Sao rồi cô? Ừ, cô biết rồi, nhưng mấy bạn khác cứ viết đi. Trung y gì? Bạn Duy làm à? So sánh nhất của tính từ ngắn. Động từ chủ ngữ cộng động từ to be cộng với the cộng với tính từ thêm est cộng in hoặc up. Rồi nào. Trung gì? Trung y. Trung y the. Y the group. Thôn. Y. Thôn gì? Đang nói so sánh nhất mà. Suy nghĩ đi, thôn gì? Suy nghĩ đi. Đan Trung. Rồi, Tuấn đọc cô câu 4 Tuấn ơi. Trung y the thôn, thôn lịch, in the group. Trung là cái đứa mà cao nhất nhóm. Rồi, câu số 5. Do you have a better refrigerator than this? Bạn có cái tủ lạnh nào mà tốt hơn cái này không? Bạn này đi mua hàng, hỏi cửa hàng là có cái nào mà ngon hơn, xịn hơn không? Bây giờ, cái này có phải là cái xịn nhất hay không? Chúng ta sẽ chuyển thành so sánh nhất á.
Cái tủ lạnh này có phải là cái tủ lạnh xịn nhất không nào? Tốt nhất không nào? Tuấn nào được không? Tuấn nào được không? Ừ? Cái làm sao? Edit gì? Không, cái tủ lạnh này Refrigerator có phải là cái xịn nhất không? The gì? The best. À đấy. Cái tủ lạnh này là tốt nhất phải không? Nha. Câu số 6 này, nhà của tôi là cái mà cũ nhất. À, là cái cũ nhất trên con đường này. Vậy không có cái nhà nào trên con đường này mà cũ hơn nhà của tôi, chuyển sang so sánh hơn cho cô. Suy nghĩ tí đây. No. No house with other. No house. Không có ngôi nhà nào. On the street. On the street nè. À, không có ngôi nhà nào trên con đường mà mà cũ hơn nhà của tôi. E older than my house. E-older than my house. Câu số 7. Nhà của tôi có một cái phòng khách, một phòng ngủ và một phòng bếp. Chúng ta sẽ chuyển thành cái y. Có một cái phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp trong nhà của tôi. Bạn nào làm được? Bạn bó. Bó đâu? Đe y ở. Đe y ở living room. A bedroom. A bedroom. And a kitchen. Kitchen. In my house. 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 Rồi, không có ai có thể hát mà hay hơn Madonna. Madonna là người hát hay nhất nào? À, không ai có thể hát hay hơn. À, có thể hát hay hơn Madonna. But Madonna can sing the most beautifully. Rồi, câu số 9, tại sao chúng ta đi tới, tại sao chúng ta không đi tới bãi biển để thay đổi không khí nhỉ? Chúng ta sẽ chuyển thành câu để how about động từ thâm ing cho cô. How about going to the beach, going to the beach for a chance. Chấm hỏi. Họ sống ở số nhà 83 đường Tây Sơn. Vậy chúng ta sẽ chuyển thành địa chỉ của họ là day address. Day a stress. Day a stress. Day a stress. E. E. 83. Sơn Tây. Rồi các bạn xuống bài dưới. Vẫn là so sánh hơn, so sánh nhất. Chép vào vở 5 câu này. Nhanh nhá. Nhanh đi.
Sông Nin là sông dài nhất trên thế giới. Sông Nin là sông dài nhất trên thế giới. Sông Nin là sông dài nhất trên thế giới. Không có sông nào trên thế giới mà dài hơn sông Nin. Viết đi. Tuấn đọc. Không có sông nào Nowhere in trên thế giới mà dài hơn sông Nin. world. Nowhere Gì nữa? in the world. Y Longer longer than than the Nin. Rồi xong. Các bạn xuống câu dưới. Từ probably là có thể. Chúng tôi sẽ có thể đi thăm Nhật Bản trong tương lai. Cái từ mai cũng dịch là có thể rồi, chúng ta sẽ bỏ từ probably đi. Đằng sau mai là động từ nguyên mẫu. Visit nha các bạn. We might visit Japan in the future. Câu 3. My brother can run very fast. Anh trai của tôi có thể chạy rất nhanh. Is very fast. Là một người chạy nhanh, chuyển sang cô đi. Anh trai tôi là một người chạy nhanh. He run very fast. He run very fast. My brother he run không được. Viết vậy là sai. Là một người chạy nhanh. Bây giờ để cái từ nhanh ở đây, fast đây, và người chạy là runner. Và đây là một người, chúng ta thêm chữ ở đằng trước. My brother is a fast runner, là một người chạy nhanh, thấy không? My brother is a fast runner. My brother is a fast runner. Nga thích badminton best. Nga thích cầu lông nhất. Nga thích cầu lông nhất. Nga thích cầu lông nhất. Ai sẽ biết mất badminton Hàn Quốc. Nga favorite sport y badminton. Badminton. Mà Nga favorite sport. Sport y badminton. Những đứa trẻ nhà tôi, những đứa con của tôi thích tiếng Anh, thích học tiếng Anh rất nhiều. Chúng ta chuyển thành từ gì đúng các bạn nào? My children are stealing. Biết a gì không? Stealing. Interested in studying English. English very much. English không có very much nữa. Con của tôi rất là quan tâm tới học tiếng Anh. Rồi các bạn chép xong rồi xuống bài dưới nha các bạn, là quan trọng nha các bạn. Viết lại câu. Và các bạn nhớ cho cô, cái if mà có not đằng sau nó sẽ bằng với unless. Unless này, nếu không. Nếu không. Giờ các bạn viết này, cô sẽ ví dụ cho các bạn một câu. Câu số 1 các bạn. Nếu chúng ta không bảo vệ môi trường thì chúng ta sẽ phá hủy chính bản thân chúng ta. Vậy chúng ta sẽ chuyển từ unless sang if not. Chủ ngữ đây là we, mà nó có not thì các bạn phải mượn don't. Protect the environment. Đấy, we will. Viết tiếp khúc đằng sau không có gì thay đổi hết. Destroy ourselves. Đấy, rồi các bạn viết các câu bên dưới đi. Chúng ta chỉ thay đổi vế đầu thôi. Rồi viết đi.
Rồi, câu số 2 Tuấn đọc đi. Đúng rồi. Các bạn bỏ unless đi và các bạn thêm not sau và sau cái trong cái câu đó là được. Nghe chưa? Đây là if. À, if she này, y mà thêm not vào thành isn't. More hardworking. Hardworking. Phải she will get low mark. Sang câu số 3 cô mời bạn Lộc. Didn't á hả? Not đâu? Not đưa vào cho tôi chỗ nào? She là chủ ngữ switch, các bạn xài doesn't cho tôi. If she doesn't listen to his parents, he will fail. Fail. Rồi, câu số 4. Họ bắt đầu xem phim cách đây 1 tiếng đồng hồ. Rồi, câu này khỏi làm. Câu này khỏi làm luôn. Câu này khỏi luôn. Khỏi luôn vì chưa học cái gì đấy. Câu số 9 thì làm. Nam thích xem TV về truyền thành. Cái từ thích là từ gì biết không? Nam interesting. Interesting. In watching television. Ok. Câu số 10. Đây là lần đầu tiên câu số 10 khỏi làm. Rồi xuống bài này. Cô có game show học rồi này. National Television là đài truyền hình quốc gia. Local Television là đài truyền hình địa phương. Comedy là phim hài kịch. Animal Program là phim về động vật. New Program là tin tức thời sự, chương trình thời sự. Rồi ghi vào, điền vào. Peter Quy là đài phát thanh truyền hình Quảng Ngãi đấy. Phóng ta. Hình như Quảng Ngãi thật. Không phải là kênh quốc gia, nó là kênh địa phương. Rồi các bạn làm đi. Tôi thích chấm chấm chấm. À, nó làm tôi lát và cười. Rồi suy nghĩ làm đi. Ngồi đây. Câu số 1 đến gì? Bạn Ngọc. Em. Bạn Ngọc nào? Câu số 1 đến gì? Nhắn rồi, để anh in ra cho. Chờ chúng in này. In bé luôn không lại quên này. Sáng mai cong đít lên. Đây bạn đứng mang vô luôn. Các bạn làm đi cô in cái vé ấy. Cứ làm đi cô ngồi đây. Cái nào không biết thì hỏi. Đây là vé đi này. Đây, vé đi này. Đây, không ghi được. Đây, mã. Thời gian này. Nha. Đây là máy bay này. Nói chung là lưa cái này là được rồi. Đây, vé về này.
thời gian này, kia chuyến bay này, thời thứ tư mùng đây. Ở trong điện thoại của ông ở Zalo á, ông không biết mở chứ. Rồi, đài phát thanh Quảng Ngãi là đài địa phương là gì? À không phải là đài quốc gia là National Television. À, nó là kênh địa phương. Tôi thích chương trình gì nó làm tôi cười, vậy là chương trình hài kịch rồi. Hài kịch là comedy, nó làm tôi cười mà. Comedy. À, cái chương trình mà phổ biến nhất trên TV Việt Nam là VTV1 và VTV3. Đây là gì? Đây là kênh đúng không nào? Kênh là gì? À không phải, cái này là gì? Cái đài The Most Popular TV. TV National Television xài rồi mà. Nó quốc là nền. Ủa thiếu cái gì rồi? À những chương trình game show phổ biến nhất trên TV thì chiếu ở VTV1 và VTV3. Rồi bây giờ ghi game show vào cho tôi. Game show. Câu số 4, trong một chương trình gì bạn có thể gặp bạn có thể nhìn thấy mọi người thi đấu với nhau? Oh my god, sai rồi, đây là game show chứ. Vậy cái này là chương trình thời sự, VTV1 đúng là thời sự. New program. Còn bên dưới đây là game show. Câu 5. Chương trình động vật. Animal program. Rồi, một cái chương trình gì có thể luôn luôn dạy trẻ em một vài thứ gì đó á? Local television hả? Chết rồi, sao thành ra được nhỉ? Cái này phải là cái gì? Ở đây thiếu rồi. Thôi bỏ qua. Cái đề này hơi sao á. Rồi xuống bài dưới, chúng ta có từ factory, có từ new, có từ rabbit, có từ bottle, có từ y. Factory là nhà máy, new là mới, rabbit là rác, bottle là chai. Rồi, cái từ recycle là tái chế là sử dụng cái gì? Sử dụng cái gì để làm lại những cái đồ mới mà có thể bán lại. Rồi, ví dụ như khi mà bạn đặt một cái gì, bạn đặt cái gì và lon, chai và lon đúng không, bottle này, chai và lon trong một cái sọt rác tái chế thì mọi người sẽ lấy chúng tới nhà máy. Ở đây là factory. Ở trong nhà máy này mọi người sẽ làm gì? Sẽ có quá trình làm những cái chai lọ, tức là sẽ tái chế lại những cái chai, những cái lọ đấy thành nhiều thứ mới. Là new này. Vậy thì có từ nào cho xài đây? Sử dụng rác đúng không? Rubbish để làm lại thành những cái thứ mới. Rồi ok. Xuống đây, chúng ta có football, đá banh, đá bóng, remote control là điều khiển, country là đất nước, Paris là Paris, local là địa phương, television là truyền hình, summer sport thể thao mùa hè, điền. Tòa nhà nổi tiếng nhất ở Paris là tháp Eiffel. Ở đây các bạn đang thiếu từ Paris này. Pele là một cái gì? Người chơi cái gì? Pele là cầu thủ bóng đá. Bóng đá là gì? Football. Rồi cái gì đó có rất nhiều chương trình hay, hữu ích. Đài truyền hình đúng không? Television có rất nhiều chương trình hữu ích. Television. Rồi, nước Nga có cái gì lớn nhất trên thế giới? Nước Nga là đất nước lớn nhất trên thế giới. Nó thiếu từ đất nước. Country. Bạn có thể sử dụng cái gì để thay đổi kênh? Remote control. Điều khiển từ xa. Cái gì rất là phổ biến ở những quốc gia mà có nhiều ánh nắng mặt trời như nước Úc? Summer sport. Thể thao mùa hè. Rồi xuống bài dưới con.
so sánh hơn hoặc là so sánh nhất, thì các bạn phải tìm cái dấu hiệu để các bạn làm. Ví dụ như dan là so sánh hơn thì các bạn chia câu này là so sánh hơn, hoặc ở đây có từ dan là so sánh hơn thì các bạn chia so sánh hơn, ở đây có the là so sánh nhất thì các bạn chia so sánh nhất, hiểu chưa? Rồi, các bạn suy nghĩ vài phút đi. Nhanh vậy. Câu số 1 nào, bạn Ngọc. Nhà của tôi thì to hơn nhà của bạn nào? My house is bigger than yours. Câu 2, so sánh hơn tính từ dài. More beautiful. Câu số 3, đây là quyển sách thú vị nhất mà tôi đã từng đọc. This is the most. This is the most. Interesting book I have ever read. Câu số 4, non-smoker usually live. Người mà không hút thuốc luôn luôn sống lâu hơn người hút thuốc. So sánh hơn con, long thì biến thành longer. Câu số 5, cái nào thì con nào là con thú nguy hiểm nhất trên thế giới? Các bạn thấy từ đời so sánh nhất các bạn ạ. Mà tính từ dài của so sánh nhất là the most dangerous. The most dangerous. Câu số 6, a holiday by the sea, một kỳ nghỉ cạnh bờ biển thì tốt hơn là một kỳ nghỉ ở trên núi. Better gì? So sánh hơn mà con. Better gì? Better nha các bạn. Sang câu số 7, thật là lạ lùng nhưng mà thường thì nước ngọt thì đắt hơn bia. So sánh hơn con, so sánh hơn tính từ dài là more expensive. Câu số 8, ai là người phụ nữ giàu nhất trên trái đất này? So sánh nhất, Richard. Câu số 9, thời tiết mùa hè này thậm chí là tệ hơn mùa hè năm ngoái. Ở đây so sánh hơn đúng không nào? Mà từ best chuyển thành worse. Rồi câu tiếp theo, anh ấy là người là tên trộm thông minh nhất trong tất cả chúng tên trộm. Thief là tên trộm. Vậy ở đây sẽ là the most clever. Sorry, clever là tính từ ngắn. Cleverit. Số bài dưới viết câu giống nghĩa. Câu này chưa học, câu 1 bỏ qua. Câu tôi chưa bao giờ gặp người phụ nữ người nào mà đẹp hơn Mai là người đẹp nhất. Rồi câu số 2, làm câu 2 đi. Câu số 1 phải làm câu số 2. Mai is the so sánh nhất. Tôi chưa bao giờ gặp người nào mà đẹp hơn Mai. Mai là người đẹp nhất nào? Mai is the most beautiful person. Rồi. Viết tiếp ai? Ver mẹ. Không có never. Mai là người đẹp nhất mà tôi đã gặp. Rồi. Câu số 3, không có ai mà tốt bụng nhân hậu bằng mẹ của bạn. Mẹ của bạn là người tốt bụng nhất. Tốt bụng nhất, so sánh nhất. Either the most kind này, đây là tính từ nè. Woman, hurted này. Woman này. Woman. Rồi câu số 4. There is no better teacher in this school than Mr. John. Không có ai, không có giáo viên nào mà ở trong ngôi trường này mà giỏi hơn thầy John. Thầy John là người thầy giáo giỏi nhất trong ngôi trường này. The best teacher in this school. Have you got any bigger than that one? Bạn có cái nào mà to hơn cái này không? Bạn có cái nào to hơn cái kia không? Cái này có phải là cái to nhất không? It is the biggest.
kiện thôi. Số bài dưới. Câu điều kiện con nối hai câu sử dụng câu điều kiện con đã học. If cộng hiện tại đơn với bên kia là will động từ nguyên mẫu. Nếu ở chúng ta trồng nhiều cây không khí sẽ tươi mát hơn. Vậy là nếu chúng ta trồng cây. If we plant more trees, viết lại thôi mà. Phải đi e thêm will vào cho cô. Will be, nó có will rồi. Will be fresher. Đấy. Các bạn viết câu dưới đi. Đọc cho tôi viết nào. Như nếu thì chúng ta sẽ sử dụng ít xe hơi, chúng ta sẽ giảm thiểu ô nhiễm. Nếu chúng ta sử dụng ít xe hơi, chúng ta sẽ giảm thiểu ô nhiễm. Nào. If we hiện tại đơn chúng ta bỏ will đi. If we you fill a cars phẩy we will reduce pollution. We recycle to school every day. Chúng ta đạp xe tới trường, chúng ta sẽ giữ dáng. Giữ dáng hơn nào. Nếu chúng ta đạp xe tới trường nào. If we cycle to school every day. Phải we will keep fitter. Xong các bạn sang câu 4 nào. Chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm tái chế, chúng ta sẽ tiết kiệm tiền. Nếu chúng ta sử dụng bỏ will recycle product. We will save money. Câu số 5, chúng ta ném rác vào cái sọt. Nếu mà chúng ta ném đúng bỏ rác vào sọt đó thì họ sẽ giữ môi trường. Nếu mọi người ném rác vào sọt rác và đúng sọt rác thì họ sẽ bảo vệ môi trường. Nào, sẽ giữ môi trường sạch sẽ nào. Nếu nào. If people throw rubbish into the dry bin, they will hit the environment clean. Sao? Các bạn dưới. Tôi nghĩ rằng cách hữu ích nhất trong tất cái thứ mà hữu dụng nhất trong tất cả cái đồ gia dụng đó là cái máy giặt. Vậy con xài, con chuyển sang đồ gia dụng. Đấy, đồ gia dụng. Chúng ta cái này chúng ta chia cái từ trong ngoặc người ta cho thành cái dạng đúng mà chúng ta cần. Hơi khó đối với các bạn học sinh lớp 6 là hơi khó nha. Câu số 2. I would like to have a. Tôi muốn có một cái tivi không dây trong nhà của tôi nào. Why? Why gì? Why not? Nhớ chưa? Viết vào. Cô ấy sống trong một ngôi làng và nó. Ở đây thiếu à? À, ở đây không có cái từ gì, bỏ qua, nó thiếu rồi. Câu số 4. À, tất cả mọi người muốn sống trong một ngôi nhà thoải mái, giỏi quá, comfortable. Rồi, câu số 5. Trong tương lai, tất cả xe hơi sẽ chạy bằng
bằng điện electricity. Điện ấy, electricity. Tôi cần một cái gì đó, tôi không có thích rửa chén bát. Washer, máy rửa chén bát đấy. Máy rửa bát đấy. Bao giờ nhìn thấy cái máy rửa bát bao giờ chưa? Chưa. Ở Việt Nam mình không phổ biến lắm, nhưng mà mấy cái nhà ở chung cư nó có. Mấy cái nhà nó ở chung cư ở thành phố lớn nó có. I like a skyscraper because it is so. Tính từ con beauty gì? Đúng rồi, beautiful. Rồi, câu số 8 nào. Tự động là gì? Biết không? Auto. Tự động đấy. Một cái máy giặt tự động tốt cho nhà của bạn. Bố tôi làm một gì? Liên quan đến farm. Farm gì? Farm ở. Hoa rất là beauty gì? Buồn. Câu tiếp theo. Đi bộ xuống chân là gì? Tiếp theo. Nam rất là dáng thể thao á. Nó thích nó chơi nhiều môn thể thao thì là sport gì? Sporty, có dáng thể thao. Cô ấy muốn mua một cái máy giặt gì đây? Để tiện lợi. Người ta kêu automation, chúng ta chuyển thành gì? Bên trên có rồi. Rồi, tiếp theo người ta cho chúng ta review, chúng ta chuyển thành cái giỏ mà có thể sử dụng lại là gì? Re nè. Reusable, nghe chưa? Pollute gì biết không? Air pollution là ô nhiễm không khí. Pollution. Big Ben là cái tháp mà nổi tiếng. Nổi tiếng là gì biết không? Famous. Rồi, ok, xuống bài dưới nhá. Hollywood ở Los Angeles. À, nó có rất là, nó có đầy đủ các phim trường và những ngôi sao điện ảnh. Nó có đầy rẫy những phim trường và ngôi sao điện ảnh. Nó bắt đầu vào năm 1909. Hollywood bây giờ được biết đến là trung tâm ngành công nghiệp điện ảnh của Mỹ. Nếu bạn đến thành phố này, thành phố Hollywood, bạn có thể đi thăm quảng trường thời đại. Nơi đó có những ngôi sao nổi tiếng, tức là nam diễn viên, nữ diễn viên nổi tiếng như là Jackie Chan. Bạn còn có thể đi thăm Universal Studio, tức là phim trường Universal, nơi mà họ sản xuất phim. Rồi, câu số 1, Hollywood ở đâu? Vậy các bạn sẽ ghi là Hollywood. Hollywood in Los Angeles. Angeles. Ok, American. Thì biết thêm được. Không được. America. 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 Câu 2, when did Hollywood start? Hollywood bắt đầu năm nào? 1909. 1909. What is Hollywood known as? Hollywood nổi tiếng về cái gì? Này bạn nào ồn vậy? Hollywood nổi tiếng về cái gì? Is he famous? Is he known tắt đi? Known as a center of the American film industry. Rồi, câu số 4. Where can you visit if you come there? Bạn sẽ đi thăm nơi nào? Bạn có thể thăm nơi nào nếu bạn đến đó? Come to the city of Hollywood. I là we. We can visit. We can visit the work. We can visit. Biến chay này. We này. Cái máy chất bầm này. We can visit the work. Biết hết thôi. Cái máy cô nó chữ E nó bị liệt. Rồi, bài dưới. Chu phone này con. Đọc đi. Ngày 22 tháng 12.
Dạ. Thiên thân mến, cảm ơn vì lá thư của bạn. I'm very glad. Glad. Tôi rất hào hứng khi nghe thấy bạn khỏe. Tôi cũng khỏe. I am fine too. It is really interesting. Thật là thú vị để mà biết về kỳ nghỉ của học sinh người Mỹ. You are right. Bạn đúng đấy. We have fewer vacation than American students. Chúng tôi có ít kỳ nghỉ hơn học sinh người Mỹ. Each year, we just have about 4 vacations. Mỗi năm chúng tôi chỉ có 4 kỳ nghỉ thôi. We have a day off for Independence Day on September the 2nd. Chúng tôi có một ngày nghỉ vào ngày Quốc Khánh, ngày 2 tháng 9 đấy. Today, 2 ngày nghỉ, today off vào ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. April the 30 and May Day. May Day là ngày quốc tế lao động đấy. Our most important vacation is Tết. Kỳ nghỉ quan trọng nhất đó là Tết. Tết holiday often lasts for 9 or 10 days. Lễ tới ngày nghỉ Tết thì nó kéo từ 9 đến 10 ngày. Và kỳ nghỉ dài nhất của chúng tôi, our longest vacation is summer vacation, đó là kỳ nghỉ hè. Mấy đứa mong đợi nghỉ hè lắm đúng không? It lasts for 3 months, nó kéo dài 3 tháng. We usually spend time with our family. We don't have vacation on Easter. Chúng tôi không có lễ tạ ơn, không có nghỉ và không có cái kỳ nghỉ vào lễ phục sinh, lễ tạ ơn, Thanksgiving lễ tạ ơn, Easter lễ phục sinh and Christmas và Giáng sinh. Nhưng mà chúng tôi vẫn tổ chức chúng. We celebrate them. Please write me and tell me your last summer vacation. Hãy làm ơn hãy viết và nói cho tôi về kỳ nghỉ hè lần trước của bạn. Your friend, bạn của bạn Hòa. Đấy, bây giờ chú phone này. Câu A, Vietnamese students have more vacation than Vietnam than American students to afford. Người Việt Nam, học sinh người Việt Nam có nhiều kỳ nghỉ hơn. Phone. Number 2, Vietnamese students have 4 vacation in a year. Người Việt Nam, học sinh người Việt Nam có 4 kỳ nghỉ. Đó là Quốc Khánh này. 30 từ 1 tháng 5 là 2, Tết là 3 và nghỉ hè là 4. Rồi Independence Day là ngày Quốc Khánh, là kỳ nghỉ dài nhất ở Việt Nam đúng không sai? Có một ngày. Câu số 4, Summer vacation is the most. Summer vacation is the most important vacation. Kỳ nghỉ hè là kỳ nghỉ quan trọng nhất đúng không sai? Tết là quan trọng nhất, nghỉ hè không phải quan trọng nhất. Rồi, ai viết lá thư này? Who là ai, write là viết. Ai viết lá thư này? Đứa nào ký tên là đứa đó viết. Ai viết lá thư này? Câu 2, when is Independence Day in Vietnam? Ngày Quốc Khánh ở Việt Nam là khi nào? Ngày Quốc Khánh ở Việt Nam là ngày nào? Không nhớ cô. Ngày 2 tháng 9, trên có kia, September the 2nd kia. Viết vào, it's on the 2nd. Câu 3, có phải học sinh người Việt Nam có một ngày nghỉ vào lễ phục sinh không? Dạ. Mình có ngày lễ không? Và ngày phục sinh mình có nghỉ không? Câu 6, Tết kéo dài mấy ngày? How long là bao lâu? 9-10 ngày có đây này. 9 or 10, 10 day. Biết nào? Rồi. Bài dưới. Dịch bài này trả lời đi. Một con robot không thể nghĩ hoặc làm mọi thứ một mình nó. Mọi người sử dụng máy tính để điều khiển nó. Today robots can robots are not very popular because they are too expensive. Ngày nay robots vẫn còn chưa phổ biến bởi vì chúng quá đắt đỏ. But they are very useful. Nhưng mà chúng rất là hữu ích. They can help us save a lot of time and work. Chúng có thể giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian và công việc.
A robot can do the same work for 24 hours, and it does not complain or get tired. In the future, scientists will design many types of intelligent robots. The robots will be able to do many more complicated things. However, some people do not like robots. They fear that one day robots will be too powerful. Translate to Vietnamese, who can do that? Who can do? Who can translate to Vietnamese? Can you do, Tuấn? Yeah, yeah. Okay, làm đi. Cô đâu có dịch bài á. Con Z rồi đó. Một con robot không thể nghĩ hoặc là làm mọi thứ một mình được. Because a robot cannot do things alone. Đúng rồi. Không, dịch bài mà, dịch bài cho các bạn nghe, dịch đi. Nó không thể làm mọi mọi việc việc được. Chúng cần được điều khiển. Nay robot sẽ không. Ngày nay robot không phổ biến. Ngày nay robot không phổ biến bởi vì chúng đắt đắt. Nhưng chúng là cực kỳ hữu ích. Chúng có thể giúp bạn làm tiết kiệm thời gian và công việc robot có thể làm việc trong 24 tiếng và nó không phàn nàn, không nàn nàn trong tương lai. Trong tương lai các nhà khoa học sẽ thiết kế nhiều loại robot thông minh. Những con robot đó sẽ có thể làm được nhiều thứ phức tạp, complicated, phức tạp hơn. However, là tuy nhiên mọi người không thích robot. Họ sợ hãi rằng robot một ngày nào đó robot sẽ trở nên quá mạnh mẽ và nó đè bẹp lại người luôn. Đấy. Rồi các bạn làm đi. Tại sao mọi người sử dụng máy tính để điều khiển robot? Tại sao mọi người sử dụng công hộp đầu tiên luôn. Câu đầu tiên. Ok, bởi vì robot không thể nghĩ hoặc làm mọi thứ một mình được. Các bạn sẽ ghi because a robot cannot think or do things alone. Câu thứ hai, what can a robot help us? Một con robot giúp chúng ta cái gì đây? They can help us say a lot of things on the board. Rồi, tiết kiệm thời gian và công sức. Câu tiếp theo. Robot rẻ hay đắt? Robot Benji. Đắt. Robot A expensive. Mấy đứa có thích có robot không? Không. Để nó học bài giùm cho. Nó làm ngu nữa chứ. Có phải tất cả mọi người đều thích robot không? Không. Có nhiều người không thích robot đúng không? Nâu đây gì? Nâu đây à? Nâu đây đu. Mà thêm nót vào là thành đây đôn. Nâu đây đôn. Rồi xuống dưới. Bài này làm sao? Để tôi thử. Làm thử nghỉ. Bài này nè. Gì á? Đứa nào gào thét ghê thế? Bài này đi rồi nghỉ nè. Delicious. Light. Nice. Fine. Đúng rồi. Delicious. Fine. Extended. Visible. Chum tờ. Và started. Chọn. Started. Câu 3. Picture này, spend gì? Picture này, spend giờ này, follow giờ này, clean giờ này, được chưa? Picture. Phát âm sr này, các bạn thấy lúc nào có phát âm ed và phát âm sr, các bạn cần phải chú ý, nó phải ra hai câu cho các bạn. Gather, think, this, on, do, chọn cái nào? Picture.
ơi. Thân thân. Đầu bê. Đầu bê. Here. Mai mẹ bày nó sau. Here. Speak clean bit. Here. Here. Đúng rồi. Here. Here. Rồi, hôm nay cho nghỉ tại đây. Để nhắc nè, tối thứ ba mình học lại để mình ôn thi nha. Yeah. Yeah. Goodbye class. À. Goodbye class. Chưa đóng tiền. In the